Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với ngôn ngữ Kotlin. Mình tên là Trí Công Bình. Ở bài ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một function mới ha. Người ta thông thường ở Kotlin nó sẽ gọi là lambda. Vậy lambda là gì? Rồi, thì bạn thấy là thông thường á, khi chúng ta tạo ra một function như thế này đúng không? Là chúng ta bắt đầu là chữ fun, rồi sau đó là tên function, ví dụ như là tính tổng chẳng hạn. Mình giả dụ như là mình có cái hàm tính tổng. Rồi, thì bây giờ là cái hàm tính tổng này mình sẽ nhận vào số A, số B ha. Bây giờ mình sẽ tạo ra cái hàm tính tổng trước rồi mình sẽ cho các bạn thấy được cái tiện lợi của lambda. Rồi sau đó mình sẽ giải thích cho nó công dụng của nó trong Android cái là gì. Bây giờ mình có hàm tính tổng, ví dụ như nhận vào hai biến đi ha. Rồi, sẽ nhận vào biến là số A 2. Kiểu in, rồi phải số B 2. Cũng kiểu in. Thì hàm số A này sẽ có kết quả trả về là một cái gì kiểu in ha. Rồi sau đó mình sẽ return ra là số A cộng số B. Right. Thì bây giờ các bạn thấy là đây là một hàm có kết quả trả về, đúng không? Cái này mình lấy kết quả trả về để cho mình dễ cho các bạn dễ hình dung hơn. Rồi, thì bây giờ các bạn thấy là khi các bạn sử dụng hàm, đúng không? Giả dụ như các bạn thấy rõ ràng hàm tính tổng chúng ta có kết quả trả về. Nếu như mà chúng ta thông thường mà chúng ta code đó, hay chúng ta có làm một cái gì đó logic liên quan tới tính tổng này. Giả dụ như chúng ta lấy cái tính tổng này cộng với lại cái một số nào đó chẳng hạn, đúng không các bạn? Giả dụ như mình sẽ có một cái là kết quả đi bằng, các bạn thấy là thông thường chúng ta lấy, đúng không, là chúng ta phải lấy là tính tổng, là chúng ta được thi hàm như thế này, rồi sau đó là chúng ta truyền tham số vô là 1.2, đúng không? Thì bạn thấy là đây là cách gọi hàm mà thực hiện truyền tham số vô, được chưa? Để bạn thấy khi mà chúng ta khai báo hàm như thế này, các bạn thấy là chúng ta tốn bao nhiêu công đoạn các bạn? Thứ nhất là gì, chúng ta phải gọi tên hàm gì đó, đúng không, lambda, rồi sau đó là chúng ta gì, sau đó là chúng ta mới gọi hàm ra, rồi sau đó chúng ta gán lại thành biến. Thì lambda function nó cho phép chúng ta gọi cái hàm này ngắn gọn hơn. Và các bạn lý nè, các bạn ví dụ như hàm á nha, hàm mà truyền thẳng vào một tham số được không? Truyền thẳng vào tham số, cái nghĩa là hàm nhận vào tham số là một cái hàm được không? Không có được, đúng không? Hồi đó giờ Java chúng ta làm không có được, nhưng lambda nó sẽ cho phép chúng ta cái việc đó. Rồi, vậy lambda như là gì đây? Lambda là một hàng, là một hàm các bạn, xin lỗi các bạn, lambda là một hàm được khai báo thành một biến. Các bạn lưu ý nha, lambda là một hàm được khai báo thành một biến. Và vì khi nó khai báo thành một biến cho nên chúng ta có thể đem nó đi khắp mọi nơi và nó có một chức năng như là biến, như là truyền nó như là một tham số của một hàm, hoặc là truyền nó đi như là một tham số của là một hàm như là từ tham số một biến, ví dụ như vậy. Vậy bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ mình có hàm tính tổng đúng không? Vậy mình sẽ khai báo một cái hàm dạng cú pháp lambda ha. Vậy trước tiên, trước khi nói cú pháp lambda thì mình sẽ nói các bạn đây là cú pháp của lambda. Thì cú pháp của một lambda function, các bạn lưu ý nha, mình nói đây là lambda function, cái lambda nó là hàm. Các bạn lưu ý lambda nó là hàm. Rồi. Thì lambda, cú pháp của lambda function luôn luôn bắt đầu bằng cặp dấu ngoặc nhọn. Các bạn lưu ý nha, luôn luôn bắt đầu bằng cặp ngoặc nhọn. Và tham số nhận vào, các bạn thấy tham số nhận vào, nghĩa là sau cái dấu mũi tên này là tham số nhận vào, và trước cái dấu mũi tên này chính là cái phần body, nó sẽ tương ứng với lại là cái hàm của chúng ta như thế này. Vậy đây mình sẽ khai báo cái hàm dạng lambda function. Ví dụ như ở đây mình sẽ có một cái hàm gọi là hàm tính tổng luôn đi. Mình sẽ lấy là cái hàm tính tổng bằng. Bây giờ mình khai báo này là hàm dạng lambda function đúng không? Đây, cặp dấu ngoặc nhọn như thế này. Đúng các bạn? Cặp dấu ngoặc nhọn như thế này. Rồi sau đó các bạn, các tham số mà chúng ta nhận vào, giả dụ số A 2. Kiểu in phải số B 2. Kiểu in. Đúng không? Rồi chúng ta thực thi code của nó, dấu mũi tên ra. Giả dụ như mình ring ra chẳng hạn, ring line. Ring line. Ví dụ như đây là số A, ví dụ đây là lambda đi, mình để đây là lambda, được chưa? Rồi sau đó mình thử xuống dòng ha. Các bạn thấy nè, sau này các bạn gặp các bạn sẽ thấy là cách trình bày lambda function như thế này rất là nhiều nha, các bạn lưu ý nha. Rồi, sau đó là chúng ta return ra, có kết quả trả về, đúng không? Có kết quả trả về, return ra. Ví dụ như là số A cộng số B. Thì cách gọi lambda function y chang như kia luôn, tính tổng. Vì nó có vai trò như biến thì các bạn cứ gọi nó vừa là biến vừa là hàm, đúng không? Thì bạn gọi tính tổng, cách thực thi hàm y chang. Rồi sau đó là các tham số nhận vào. Rồi, mình chạy lên ha. Thì bạn thấy lúc này nó sẽ báo cái lỗi liên quan tới dòng 13. Các bạn hiểu nha, lúc này nó báo cái lỗi liên quan tới dòng 13 là số B, đúng không? Tại vì sao? Tại vì cái số B mình
mình cứ là mình gõ sai đối với cái biến mình đặt vô, đúng không? Rồi sau đó khi mình chạy lên, các bạn thấy nó tiếp tục nó báo lỗi. Rồi nó nói là dòng 13 chúng ta không thể nào, nó không cho phép return nằm ở đây. Ủa, kỳ vậy ta? Tại sao chứ nó báo là dòng 13 không cho phép chúng ta return ở đây? Trong khi là các bạn thấy là variable biến kết quả không bao giờ được sử dụng. Vậy có nghĩa là gì các bạn? Thằng này là chưa, chúng ta chưa gọi, đúng không? Cho nên không thành vấn đề. Rồi, nhưng ở đây nó lại báo lỗi như vậy thì sao ta? Vậy nếu như mình bỏ thằng thằng ring line này, các bạn xem làm sao ha. Rồi mình để như vậy, các bạn thấy nó chạy được đúng không, là hello world đúng không bạn? À đây là tính tổng thì mình có thể ring line ra, ring line, rồi mình chạy lên đúng không bạn? Các bạn thấy là gì? Là năm đúng không? Các bạn thấy là năm rồi. Vậy nếu như ở đây mình bỏ return đúng không, mình để ring line không rồi mình chạy lên thì sao? Nó ra bạn, ra lambda đúng không, nó chạy có, nó ra lambda rồi. Nếu như mình ring line nó thì sao? Rồi mình ring line nó à, rồi mình chạy lên thì bạn thấy như nào bạn? Lambda và năm đúng không? Rồi vậy có nghĩa là gì? Mình sẽ giải thích nè. Các bạn thấy nè, lúc này các bạn thấy là những gì thực thi trong hàm nó sẽ hiểu gì các bạn? Nó sẽ hiểu nó là một giá trị của thằng gì? Thằng biến tính tổng này. À, nó sẽ hiểu là giá trị của biến tính tổng này. Và tham số cuối cùng, à, nó sẽ được hiểu là giá trị return ra. Các bạn lưu ý nha, dòng cuối cùng nó sẽ được hiểu giá trị return. À, rồi, các bạn hiểu chưa? Và các bạn lưu ý nè, đối với lambda function sẽ không có return. Thì các bạn thấy lúc đầu mình return ra thì nó sẽ báo lỗi, đúng không? Các bạn hiểu không? Lúc đầu mình return ra nó sẽ báo lỗi, đúng không bạn? Rõ ràng vậy, các bạn thấy là không có return và tất cả những gì thực hiện sau dấu ngoặc này chính là cái mình nó sẽ return ra. Đây, giả dụ như mình đem thằng lambda xuống dưới thì có nhiều bạn nghĩ là như lúc nãy mình giải thích là gì các bạn, là khi là gì các bạn, đó là dòng code cuối cùng nó sẽ hiểu là code return đúng không? Vậy khi mình chạy thì sao các bạn? Rõ ràng các bạn thấy không? Rõ ràng nó sẽ hiểu thằng code cuối cùng là code return, đúng không các bạn? Đây nè, các bạn thấy là nó xuất ra lambda nè, nhưng nó, đây là code link unique. Đúng không bạn? Khi nó ring ra thì nó ring thằng này, nó nói là này là code link unit. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn return á thì các bạn không return, ví dụ như các bạn để một chuỗi thì được ha, các bạn để một chuỗi. Rồi, các bạn để một chuỗi thì được. Đúng không? Các bạn thấy không? Là lambda. Đúng không? Nhưng nó không ra số A số B. Vậy rút ra kinh nghiệm nữa các bạn là những cái mà dòng nằm ở vị trí cuối cùng, cái là gần kề dấu ngoặc nhọn đóng rồi nè. Các bạn thấy không? Gần kề dấu ngoặc nhọn đóng này thì nó sẽ là tham số return ra. À, sẽ được return ra cho cái gì các bạn, cho cái biến này đó. Giống như lúc nãy mình để thằng ring line ở trên, các bạn thấy là ring line à, các bạn thấy là thằng ring line này nó vẫn được thực hiện, đúng không các bạn? Thằng ring line này vẫn được thực hiện và sao các bạn, và nó vẫn như các bạn, nó vẫn return được giá trị trả về, đúng không? Thì đây là code khai báo với lại lambda à. Vậy quý bạn, lambda ví dụ như để là một function à, để là một lambda function thì nó luôn luôn bắt đầu bằng cặp kéo ngoặc nhọn các bạn à, và những code trong cặp dấu ngoặc nhọn đó nó sẽ hiểu là code thực thi, được chưa? À, bài lưỡi nha, những code được hiện trong dấu ngoặc nhọn đó sẽ được hiểu là code thực thi. Vậy tại sao có nhiều bạn nói là nhìn như vậy thì nó sẽ rối quá, đúng không? Các bạn thấy rõ ràng so với cách khai báo hàm hồi đó chúng ta, giờ đó giờ chúng ta so với cách này thì các bạn nói là cách này nhìn rối quá. Thực ra không rối các bạn, khi mà các bạn quen thì các bạn thấy là các bạn sẽ vận dụng lambda function này rất là nhiều. À, đây mình sẽ ví dụ một cái gọi là lambda function nhận vào như là một biến, và giả dụ như ở đây mình sẽ có một biến nữa gọi là biến tính tổng đi ha, à, một cái biến gọi là biến tính tổng là kiểu in, đúng không? Thì bạn thấy là vì ở đây mình return ra tham số ra là kiểu in, đúng không? Vậy mình sẽ cộng thêm cái biến tính tổng nữa, được chưa? Rồi vậy bây giờ mình sẽ gọi, các bạn thấy là hàm tính tổng của chúng ta à, dạng này mình đem xuống theo logic code mà, đúng không, là chạy từ trên xuống dưới ha. À, rồi mình truyền cái biến tính tổng vô, được các bạn? À, rồi bây giờ mình thử truyền dạng biến nha. Mình truyền nó giống như một biến mà mình không thực thi code, có nghĩa là mình không biết đây là một lambda function, đúng không? Mình truyền dạng biến thì như thế nào ha? Rồi mình sẽ gọi kết quả về đây là ring kết quả ra ha, ring line kết quả. Rồi mình chạy lên thì bạn thấy các bạn, nó báo lỗi là style match, đúng không? Style mismatch, nghĩa là không trùng, các bạn, không trùng dữ liệu mà gì thằng này nhận vô. Rõ ràng thằng này nó đang nhận vào một cái là gì các bạn, một cái là tính tổng, đúng không, kiểu in, mà chúng ta lại truyền qua gì, chúng ta lại truyền vào cái tính tổng là kiểu lambda function, đúng không bạn? Vậy nếu như mình thực thi code thì sao? Thực thi code lambda function thì sao các bạn?
Thì nó lại tiếp tục báo lỗi nó đúng không? Nó nói là không có giá trị được ghi bàn được truyền qua gì à cho tham số A và tham số B. Rõ ràng đây các bạn thấy nè, hàng tính tổng của mình đang nhận vào hai tham số đây các bạn, à là số A và số B đúng không? Vậy mình sẽ cộng lấy 3 cộng 5 đi, đúng không? Lấy 3 cộng 5 các bạn thấy là 8 đúng không? 8 cộng 2 cộng 1 nữa là 11 đúng không các bạn? Rồi các bạn thấy là gì các bạn? Kết quả là 11. Vậy các bạn thấy là gì đó các bạn? Có phải là mình đang truyền trực tiếp một cái function vào trong đó các bạn, vào trong một cái function khác đúng không? Đây chính là thằng lambda function. Vì các bạn lưu ý nè, vì lambda function nó mang bản chất của một biến cho nên nó có y chang một biến luôn, có nghĩa là khi mà các bạn khai báo ở đây à thì cái thằng lambda function tính tổng này chỉ xài được trong thằng main. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là các bạn chỉ có thể gọi thằng tính tổng này trực tiếp trong thằng main, chứ các bạn ra khỏi thằng main thì các bạn sẽ không gọi được cái thằng tính tổng này. À các bạn hiểu chưa? Được chưa? Đó là cái thứ nhất mà các bạn cần lưu ý. Thứ hai, lambda function tại sao nó lại có? Nó sẽ giúp cho các bạn viết những cái override code ngắn gọn hơn. Rồi, mình lấy một cái ví dụ. Nếu như bạn nào đã học về Android, các bạn đã biết được cái sự kiện lắng nghe rồi. Giả dụ như mình có cái button 1.setOnlyListener đi. À, setOnlyListener. Listener, đúng không? Rồi, các bạn thấy là thông thường khi mà các bạn setOnlyListener thì các bạn phải nêu một cái OnlyListener. Đúng không? Vậy đây không có nhắc lệnh ha. Được chưa? Các bạn thấy là khi các bạn new unlisted này thì các bạn thấy là chúng ta có phải là chúng ta phải override lại những cái phương thức của nó như là onlist. Đúng không các bạn? Override là onlist. Override ha. Override. Onlist. Được chưa? À, chúng ta thường thấy override những cái hàm này. Thì các bạn thấy là giả dụ như thằng này có thằng này nhận vào một cái view, nó cho các bạn onlist trả ra cái view của chúng ta đây. Mình giả dụ như thằng này là các bạn thấy là khi mà chúng ta làm như vậy, các bạn thấy có chúng ta dài không? Dài đúng không? Nhưng khi các bạn sử dụng lambda function thì cái này nó sẽ còn ngắn gọn tí là button 1.set on list listener. À listener. Thay vì bằng new thì bạn thấy là gì? Đây làm nó sẽ thấy thằng này thành một cái lambda function thì lúc này nó chỉ còn lại là như vậy. View. À rồi, về. À, về xin lỗi các bạn, v 2.view rồi sau đó là cái gì các bạn có thực thi đó, đây là cái code mà chúng ta thực hiện sự kiện lớp code được chưa. Rồi ở đây sẽ là code, thì bạn thấy là giữa hai code thằng nào ngắn gọn hơn, có phải thằng này ngắn gọn hơn đúng không? Đây đây là một ví dụ đó các bạn xem ở đây lambda function. Rồi các bạn chờ một tí mình tìm tới cái ví dụ đó cho bạn xem đây. Các bạn thấy nè, hồi đó sự kiện onlist chúng ta có phải là chúng ta đăng ký như vậy đúng không các bạn? À đây là cách đăng ký, và khi chúng ta thực hiện lại code thành lambda function thì các bạn có thể là gì, chuyển nó thành như vậy. À đây là các dạng lambda function. Rồi thì mình sẽ lấy một cái ví dụ của lambda function nữa cho bạn xem. À cái này nó bị tại vì trang web này nó bị lỗi bên Safari các bạn, cho nên mình sẽ mở qua Chrome ha, mở qua Chrome để cho nó không bị lỗi về Safari, không bị lỗi về giao diện. Rồi đây các bạn, à mình cái này các bạn khó đọc đúng không? Rồi mình sẽ nói nè, đây các bạn thấy nè, nó giải thích nè, có phải nè khi mà chúng ta cần viết ra một cái class nặc danh đúng không các bạn, thì khi đó chúng ta cần phải implement những cái phương interface này đúng không? Các bạn thấy rõ ràng chúng ta phải implement lại tất cả những interface của nó, à đúng chưa? Đây đây là code của Kotlin ha, đây là code của Android đó, còn đây là code của Kotlin khi mà nó khai báo chuẩn function mới đúng không? Rồi bây giờ nó sẽ nói khi mà cái lợi mà khi chúng ta sử dụng lambda function, đây nó nói nè, một lambda function nó được khai báo như là một biến của các bạn của function đúng không? À biến là một biến của function ở bên trái trong mũi tên á, đây nó nói trong bên trái mũi tên này nè, cái là chữ view này chúng ta nè, nó chính là một cái biến đúng không? Và cái đó nó sẽ return ra giá trị bên phải đây, được chưa? Và các bạn thấy là gì, các bạn xem lại cái công thức nè, các bạn thấy là gì, các bạn nếu nãy mình nói là gì, cái phần bên trái này à nó chính là các bạn, nó chính là tham số nhận vào, và phần bên phải này chính là gì, giá trị return đúng không? Chính là cái phần body của chúng ta đúng không các bạn? Các bạn thấy giống như cái phần mà tài liệu của một người rất là nổi tiếng, đó chính là anh Anthony Olivia. Thì anh này biên soạn thành một cuốn sách các bạn mang tên là Android Developer, Kotlin Developer Android. À cuốn sách nó rất là hay, các bạn có thể các bạn điều kiện các bạn cứ mua về các bạn đọc nó. À các bạn thấy nè, lúc này thay vì sự kiện list chúng ta override như vậy đúng không, thì các bạn thấy là cái phần override on list này nó sẽ được hiểu như là một cái lambda function luôn đấy đúng không? Đây lúc này chúng ta chỉ còn lại là gì đây, on list container view trả ra một cái toss, được chưa? Thì các bạn nhớ là ở cái gì các bạn,
cái bạn mà làm về adapter các bạn nhớ không? Khi mà chúng ta đăng ký một sự kiện lít cho một cái view nào đó trong adapter thì bạn thấy là chúng ta implement lại code chúng ta dài lê thê giống như thế này. Rõ ràng đúng không bạn? Vì chúng ta chỉ gọi on lít thẳng trực tiếp cho đó, code chúng ta dài rất là lê thê. Nhưng khi chúng ta sử dụng lại lambda function thì code chúng ta chỉ ngắn gọn và xúc tích trong vòng một dòng duy nhất mà thôi. Đây. Thì có ba cách khai báo ha. Cách thứ nhất là như thế này, là cái trong trong cái hàm đó của chúng ta là chúng ta có cặp dấu ngoặc gì các bạn, cặp dấu ngoặc nhọn để khai báo lambda function ha. Cách thứ đây là một cách. Rồi cách thứ hai là chúng ta đem nó ra ngoài dấu ngoặc nhọn, vậy đem ra ngoài dấu, xin lỗi các bạn, đem ra ngoài dấu ngoặc tròn. Vậy đem ra ngoài dấu ngoặc tròn khi nào? Đây các bạn lưu ý nó nói nè, nếu như một function chỉ có duy nhất một các bạn một tham số, các bạn lưu ý nha, nếu như một function chỉ có duy nhất một tham số thì chúng ta có thể đem cái cặp dấu ngoặc nhọn của lambda function ra ngoài hàm cũng được, đúng không? Rồi nó nói là còn một cách nữa là nếu như nó là một tham số, à chỉ có một tham số thì các bạn có thể bỏ luôn cả phần phần dấu ngoặc nhọn này mà thế vào đó là tham số. Vậy có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là như thế này, các bạn thấy rõ ràng thằng view nó chỉ nhận vào một tham số đúng không? Thay vì đây là cách thứ nhất mình khai báo để thực hiện lambda function, đúng không? Đây là cách thứ nhất. Thì cách thứ hai mình có thể khai báo một cách là mình gọi button, à bằng cách là mình gọi button, button màu chẳng hạn, chấm set on list listener, à rồi lúc này mình sẽ đem ra ngoài đây. Là cách thứ hai là lúc này nếu như nó có tham số nhận vào đúng không bạn, thì nó cũng như vậy, về 2.view rồi sau đó là code thực thi, à code thực thi đó. Thì đây là cách thứ hai. Cách thứ ba là các bạn có thể bỏ luôn cả cặp dấu ngoặc này luôn, à dấu ngoặc tròn luôn, được chưa? Các bạn có thể bỏ luôn cặp dấu ngoặc tròn luôn, à bỏ nó luôn, chia tay nó đó. Thì lúc này nó chỉ còn lại như vậy thôi, đợi chưa bạn ha, còn lại như vậy. Đây code, tại vì mình nhắc lệnh trên một dòng các bạn nó không có chịu đâu ha. Đó ví dụ như đây là code thực thi, code thực thi thì đây là cái lợi của lambda function ha, cứ là lambda function nó sẽ giúp chúng ta bỏ đi những cái gọi là override, các bạn hiểu không? Nó giúp chúng ta bỏ đi những cái gọi là override khi mà chúng ta làm inline, làm trên một dòng ha. Các bạn sẽ mất đi những cái override này, nó sẽ làm cho code chúng ta dễ nhìn hơn, ngắn gọn hơn, à để nó không bị còn bị có chúng ta còn bị dài lê thê nữa mà nó sẽ ngắn gọn hơn, được chưa? Rồi vậy tóm lại chúng ta sẽ khái niệm là cái lambda function là cái gì các bạn. Rồi mình sẽ gom lại các khái niệm ha. Thứ nhất, lambda function là các bạn đóng vai trò như là một hàm, các bạn hiểu không? Lambda function sẽ đóng vai trò như là một hàm, rồi đó là cái thứ nhất. Thứ hai, lambda function nó sẽ giúp cho chúng ta, cho phép chúng ta bỏ đi những cái override interface không cần thiết để có chúng ta có thể ngắn gọn hơn. Thì đây các bạn thấy, đây là cách mà nó bỏ đi override, đúng không các bạn? À, và cách chúng ta thay vì những cái override này, à chúng ta sẽ thế lại. Ví dụ như là các bạn thấy nè, thay vì chỉ override only đúng không? Thì lúc này nó chỉ bỏ đi, thì nó chỉ còn lại các bạn, nó chỉ còn lại cái thằng lambda function thôi, đúng không các bạn? Hai chỉ còn lại lambda function, rồi được chưa? Rồi thứ hai, để là lambda function không có kết quả trả về, các bạn lưu ý nha. Khi là lambda, xin lỗi các bạn, để lambda function không có biến, để không có tham số nhận vào, thì chúng ta phải làm như thế nào? Rồi thì để một cái lambda function không cần tham số nhận vào thì các bạn chỉ cần đơn giản bỏ đi tất cả những gì tham số, nghĩa là các bạn bỏ đi cái dấu mũi tên này và tất cả những cái gì, những cái tham số của nó là được. À lúc này mình bỏ đi, à hay số A số B mình sẽ trả trực tiếp ra là số 5, đúng không bạn? Bởi vì sao? Bởi vì hàng tính tổng này đang cần nhận vào là số 5, à để chạy code thì mình sẽ bỏ này đi, được chưa? Rồi mình chạy lên thì bạn thấy các bạn lambda và gì và số 8, đúng không? Vậy thực ra để làm một cái lambda function các bạn chỉ cần một cặp dấu ngoặc nhọn là được rồi, đúng không bạn? Chúng ta chỉ cần một cặp dấu ngoặc nhọn là được rồi. Để cho cái lambda function này có thể nhận được tham số thì sao các bạn? Thì lúc nãy là chúng ta mới thêm gì đây, à chúng ta mới thêm là tham số, đúng không? Chúng ta mới thêm tham số vô bằng cách đây, tham số nhận vào, tham số nhận vào khi mà gọi hàm lambda function, được chưa? Rồi thì như vậy mình đã nói cho các bạn cách sử dụng lambda function rồi ha. Vậy lambda function chỉ là một cái bạn là một cái gì, là một cái hàm, đúng không? Được khai báo thành gì? Được khai báo dưới dạng biến và chúng ta có thể đem nó đi khắp mọi nơi và có chức năng như là một biến, đúng không? Ngoài ra lambda function còn cho phép chúng ta các bạn gắn gọn code, những cái code override. Thì cái này khi mà qua bên khi mà chúng ta qua bên Android các bạn, mình sẽ cho các bạn thấy cái tiện lợi của lambda function nhiều hơn, được chưa? Thì bây giờ chúng ta chỉ biết khái niệm căn bản của lambda function thôi, được chưa nào? Rồi xin chào và hẹn lại các bạn.